kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là một cái khu dân cư thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chỗ tôi đứng đây là ngay gần với lại cầu 6, ngay gần với chợ Hòa Hiệp luôn nhé. Gần trường học, gần chợ các thứ, ủy ban nhân dân các thứ gần đây ha. Đó. Thì đây là khu dân cư này. Đây, nhà phía đối diện nhé. Đây nhà bên cạnh này. Đó. Đây nhà bên cạnh đây nữa này. Gửi anh cái này này. Đó. Nói chung là khu dân cư, nhà cửa ở san sát nhau luôn. Đây. Đó, nhà cửa nhá. Đây, nhà đối diện đây nữa này. Thì giới thiệu quý vị một cái mảnh đất cũng có căn nhà cấp 4 cũ rồi, nói chung là tính đất thôi. Đấy. Có chiều ngang là 10 m, sâu 97 ha. Đấy, nó đến cái cọc kia, cái cột này đó. Đến đây là 10 m quý vị nhá. Đất rất là vuông vức. Sâu vào. Diện tích là 970 m². Giấy tờ là đất trồng cây, người ta chưa lên thổ cư. Bởi vì là hết tiền. Đại ý là như vậy. Chủ nhà không còn tiền để lên thổ cư. Thì giá thì quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi, bởi vì giá này là giá đầu tư nên là ai quan tâm thì alo. Nhưng mà xung quanh đây là người ta bán là trên 2 tỷ một mét một lô, có khoảng cỡ hơn 500 m² thôi, nhưng mà lô này là gần 1000 m² nữa nhá. Khu dân cư cách cái đường tỉnh lộ 329 là khoảng 200 m thôi, rất là gần 200 m. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Rồi. Đi ra đường này ra tỉnh lộ 329 khoảng 200 m. Đến là đến chợ luôn đấy. Khu đường này là khu bàn cờ quý vị nhé.